thầy chỉ có nồi cơm, chỉ tu đúng hành đầu đà, khiến cho mấy vị sư ta đổi lớp thần bông hoa thành ma. Thầy không có nhà xe, không phe, không phái, không ganh, không tranh, không ghét, không thù, chỉ mong được yên bình để tu. Thầy không phải nhà sư, cũng không có nhận lì xì, cũng không có nhận phong bì, nhưng tấm lòng cao cả từ bi. Đừng có ghét thầy tôi, cũng nhờ ông mọi thứ phanh phui. Có ai đó tâm chưa tình, khoác y chùa vẫn còn sân si. Phật là ở tâm, Phật là ở tâm, Phật chúng ta hiện là cha mẹ, đi khoe tiền khoe của làm quay, để mẹ cha ăn củ ăn khoai, nghe sư lùa gà cúng dường là quá sai. Còn thầy của đời nặng lời chỉ với một người, luôn luôn vui cười dấu người ghét ganh. Thương thầy luôn dạy chúng sanh, phải luôn giữ giới để được phước ban. Thầy chỉ có nồi cơm, chỉ tu đúng hành đầu đà, khiến cho mấy vị sư ta đổi lớp thần bông hoa thành ma. Thầy không có nhà xe, không phe, không phái, không ganh, không tranh, không ghét, không thù, chỉ mong được yên bình để tu. Không phải nhà sư, cũng không có nhận lì xì, cũng không có nhận phong bì, nhưng tấm lòng cao cả từ bi. Đừng có ghét thầy tôi, cũng nhờ ông mọi thứ phanh phui. Có ai đó tâm chưa tình, khoác y chùa vẫn còn sân si. Phật là ở tâm, Phật là ở tâm, Phật chúng ta hiện là cha mẹ, đi khoe tiền khoe của làm quay, để mẹ cha ăn củ ăn khoai, nghe sư lùa gà cúng dường là quá sai. Còn thầy của tôi nào phiền tới ai, ngày ngày bữa cơm chẳng cần gánh dòng, thế gian này ai giống vậy đâu. Đêm ngồi thiền dưới hang sâu, tu không toan tính chẳng sanh hận đời. Nặng lời chỉ với một người, luôn luôn vui cười dấu người ghét ganh. Thương thầy luôn dạy